chào cả nhà đến với kênh mình Vlog. Sáng hôm nay mình đã dạo xung quanh cái vườn, mình hái được một mớ rau nè. Thằng đang mình nấu đậu chua ăn. Cuối tuần rồi, nấu đậu chua cho cả gia đình cùng ăn nha các bạn. Nè bạn Hà, bông su đũa, bông mướp, rau muống. Mình cắt từ vườn nhà mình nha. Ôi, hôm nay mình có nuôi con chó, nó quậy quá các bạn ơi. Nó quậy quá, nó cũng được ăn lẩu nữa nè. Nè. Nó được ăn lẩu chua nữa đó. Đó, cái nó kìa. Mình làm gì nó cũng xía vào nha các bạn. Nó cũng như đứa trẻ vậy. Đứa trẻ mới lớn, thành ra cái làm cái gì nó cũng thấy mới lạ trời. Nè, chào quý vị khán giả đi. Chào quý vị khán giả. Nè, chào, con tên là Milo. Con mới được đi chích ngừa hôm qua rồi nha các bạn. Quý vị khán giả. Ôi, chào. Rồi thôi, đi chơi đi con. Để chủ làm. Mình sẽ nấu lẩu hải sản cho cả nhà. Đây là rau vườn, mình hái tất cả những rau này trong vườn. Rồi lẩu hải sản thì có tôm, mực ăn với bún. Giờ cả nhà cùng mình vào bếp nấu lẩu hải sản nha. Bây giờ mình bắt nồi nước lên mình nấu lẩu nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu lẩu bằng nước dừa tươi với tôm khô và nấm nha. Trong này mình đã cho khóm vào rồi nha. Khóm sau khi vắt nước mình cho vào rồi. Mình sẽ cho đường vào nha các bạn. Đường, muối, bột ngọt. Rồi mình cho nấm rơm vào luôn nha. Hôm nay mình nấu lẩu thái với cái món gối lẩu này nha các bạn. Gối lẩu này tuy đơn giản thì nấu rất ngon nha. Bây giờ mình sẽ cho vào nước. Trong đây nó có hướng dẫn mình sử dụng nha. Rồi nêm nếm lại nước dừa ăn. Rồi bắt đầu mình bắt lên để mình để hải sản vô ăn thôi các bạn ơi. Bây giờ nước lẩu sôi rồi mình cho hải sản vào nha cả nhà. Rồi. Ăn thôi cả nhà ơi, đói bụng quá rồi. Hôm nay mình nấu lẩu trưa quá. Đó, cho tôm xong mình cho mực vào nha. Rồi, tôm mực ngon quá cả nhà ơi. Đây. Quá mực ngon quá nè. Tôm mực mình cho vào nồi rồi ngon ghê chưa các bạn. Nè đó. Tôm mực, rau thơm, ớt. Mình nấu lẩu chua cay mà rất nhiều nấm nha. Rồi bây giờ mình cho nấm vào nha các bạn. Đó, nấm vào, rau vào để mình cùng ăn nha. Rồi bạc hà. Rau muống. Rồi
Rồi cô múc bún ra ăn thôi cả nhà. Ăn nghe. Quá đói bụng rồi. Quá cuối tuần nay mình được ăn một nồi lẩu hải sản ngon tuyệt vời. Ngon quá mình cả nhà ơi. Ngon quá mà trưa quá mình cũng đói bụng luôn cả nhà. Sáng đi chợ mua tôm, mực rồi về đi vòng vòng vườn hái rau. Thành ra nó hơi lâu nha. Mời cả nhà ăn nha cả nhà. Cả nhà. Đây, miếng mực. Ngon quá cả nhà ơi. Vừa đói mà vừa ăn ngon. Hôm nay mình đi chợ mình mua mực thiệt là tươi nha cả nhà. Mực tươi mình thấy ngon quá nên mình mua về mình nấu lẩu ăn. Tôm mực đều tươi hết. Còn rau dường thì tươi. Rau dường thì ngon ghê chưa. Vừa thổi vừa ăn cả nhà ơi. Nồi lẩu này mình nấu ngon nhờ có nước dừa tươi nha và nấm. Hôm nay mình không muốn ăn thịt thành ra mình để tôm khô vô, thành ra nó tạo được nước ngọt. Kết hợp với vị nước vị ngọt của hải sản. Ngon quá. Mà cả nhà có mực nha, ngon quá cả nhà ơi. Tôm này cả nhà, hồi sáng là mình mua tươi còn nhảy rồi. Tôm mực này rất tươi ngon. Ăn ra mình rất ngon. Hay không, chúc mừng các bạn. Rau với nấm rau miếng quá trời ngon. Để mình nhúng bông mướp và ăn cho ngon nha. Đó, bông mướp vừa nhà mình nè. Mình thử nấu lẩu chua bằng bông mướp, thế bông bí cho nó ngon hơn. Có nước lẩu nha. Ngon ngọt lên. Thôi. Khớm nước người dừa. Dừa ngon. Nấu bằng khớm với cái gói lẩu. Gói lẩu ngon quá cả nhà. Mình rất thích nấu bằng gói lẩu đó. Ngon quá. Món lẩu này giờ ai mà no không muốn ăn cũng ăn cơ là cũng phải ăn nha. Ngon quá hấp dẫn. Lẩu cả nhà.
Ngon quá cả nhà ơi. Cơm cả nhà. Tìm kìa, À để không, ra có rồi. tìm không? Rồi, ăn mực nha cả nhà. Đó. Ngon quá. Con mực á, nó chín mà nó còn nhảy khỏi cái đũa nha. Ngon quá cả nhà ơi. Mình đưa ăn lẩu mình được nhận quà nha, có mấy anh vào tặng quà cho mình là bốn trái xoài. Xoài này là xoài thái xanh nha các bạn, ăn rất là ngọt nha. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại các bạn, hãy nhớ ủng hộ kênh mình nha, để kênh mình ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh bà Chính Vlog.